Xin chào các thầy cô. Hôm nay thì Phương xin hướng dẫn lại các thầy cô các quy trình để chúng ta có thể tham gia học tập với Startup Education. Thì sau khi mà chúng ta đã mua cái khóa học ở trên này, theo cái video hướng dẫn trước thì các thầy cô sẽ vào một cái trang để học, đó là trang skilltalent.com. Thì với trang này, khi vào trang này thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu mình đã tạo bằng cái email mà mình sử dụng ạ. Và sau đó các thầy cô sẽ vào cái mục này và vào tài khoản. Thì ở trong này thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái bài kiểm tra STM này trước. Đó, thì các thầy cô sẽ làm cái bài test này. Và khi làm bài test này xong thì nó sẽ báo cho các thầy cô biết là các thầy cô thuộc cái hình hình mẫu nào. Chúng ta sẽ biết là hình mẫu nào, ví dụ hình mẫu của thầy Phương là họa sĩ. Chúng ta sẽ tải cái file PDF này xuống để đọc thật kỹ, để tìm hiểu rõ xem là với hình mẫu này thì mình thuộc nhóm người như thế nào. Và từng đặc điểm về các kỹ năng của mình tương ứng nó sẽ có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ, và đây toàn bộ khóa học này nó sẽ xoay quanh cái hình mẫu của các thầy cô. Sau khi mà chúng ta làm xong cái bài test này này thì chúng ta vào học cái phần khóa học của tôi này, thì sẽ có hai cái khóa học, là khóa học ai cũng có thể bán hàng và khóa học khởi động nhanh. Thế thì nếu như mà thầy cô bấm vào đây mà nó không vào học được thì có nghĩa là sau khi mà chúng ta mua xong ấy, thì họ sẽ gửi cho mình một cái gift code, tức là một cái mã kích hoạt vào trong email của mình. Thì các thầy cô sẽ lấy cái mã đó và nhập vào trong này, nhập cái mã đó, nhập họ tên này thì chúng ta sẽ mở được ra để học. Và khi vào đây thì chúng ta bấm vào học, thì trong này nó sẽ có các cái video. Thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta phải hoàn thành hết tất cả các video này. Lúc đầu có thầy cô thì nó chỉ có một cái bài này là nó mở sáng thôi, cái bài một là bài tư duy này được mở sáng này. Thì sau khi mà mình học xong thì mình phải bấm vào cái bài test này. Mình làm cái bài test số 1. Mình làm hết cái bài test số 1 này xong, nó báo hoàn thành, thì lúc đấy cái bài tập số 2, thì cái video số 2 nó sẽ được mở ra và chúng ta sẽ xem tiếp được. Tương tự như vậy thì chúng ta cứ làm xem xong video nào thì chúng ta lại vào đây và làm bài test tương ứng như vậy, thì chúng ta sẽ vượt qua hết cái video này. Sau khi học xong cái video này thì chúng ta sẽ phải quay trở lại và chúng ta có thể là vào học tiếp nốt cái khóa tiếp theo. Ở trong khóa học của tôi có hai khóa, là khóa Rome Fast Start này, chúng ta bấm vào đây và bấm vào học tiếp. Thì chúng ta cũng làm như vậy, học hết cái này, sau đó làm bài test, từng bài test một, có rất nhiều bài test này, cứ là học đến đâu thì làm bài test đến đấy. Thì học xong bài một thì làm bài test, thì cái video số 2 nó mới mở ra để học được. Đấy, và chúng ta học xong cái này. Như vậy là bước một là chúng ta phải hoàn thành hết cái video ở trên này. Sau đó thì chúng ta sẽ theo lịch thì chúng ta sẽ vào học trực tiếp ở trên Zoom nữa. Thì trên Zoom sẽ có hai hoạt động buổi tối. Ví dụ như khóa 3 là sẽ bắt đầu từ tối ngày 21 tháng 4, là chúng ta bắt đầu học trên Zoom. Và đồng thời nói là chúng ta sẽ có các hoạt động vào buổi sáng lúc 4 rưỡi sáng, là chúng ta sẽ học ở trên Zoom. Thì ở trên Zoom này 4 rưỡi sáng này thì cũng có sẽ có link Zoom ở trong cái nhóm. Mỗi khóa học thì Phương sẽ có một cái nhóm, ví dụ như là khóa học đây. Mình đang có cái nhóm là nhóm Startup Education chính thức này. Chính thức đây. Thì các thầy cô vào bên trong nhóm này thì sẽ có cái link của phòng Zoom buổi sáng, cũng như là link Zoom cho các cái buổi học ở trong trong 15 ngày đó, thì cũng sẽ có một link Zoom cố định. Nhưng đây là ví dụ, đây là Zoom buổi sáng, các thầy cô có thể vào bằng cái đường link này hoặc là vào cái ID này và học buổi sáng. Còn buổi tối thì chúng ta sẽ học. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải để ý một chút là để được được học thì chúng ta phải hoàn thành các cái video bài học này. Đấy. Chúng ta sẽ phải hoàn thành các video bài học này. Và 9 giờ, ví dụ khóa 3 thì 9 giờ ngày 19 tháng 4 thì người ta sẽ chốt. Những học viên nào học xong 33 video này thì mới được học vào ngày 21, cho nên là những thầy cô nào chưa hoàn thành thì chúng ta phải hoàn thành để đảm bảo yêu cầu. Từ nay cho đến hết ngày, đến ngày 19 chúng ta hoàn thành hết những phần video xong thì các thầy cô sẽ được mời vào học để học. Người ta sẽ các thầy cô học xong thì họ sẽ gửi cho các thầy cô cái thông tin link để các thầy cô có thể vào trong nhóm để chúng ta học. Ok, thì đây là quy trình để chúng ta học. Chúc mọi người sẽ có thể học được nhiều kiến thức hữu ích ở trong khóa học này, và chúng ta sẽ áp dụng được nó để có thể thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, đặc biệt là học tập bán hàng rồi là tham gia kiếm thêm nhiều tiền nữa ở trong khóa học này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.